Bộ phim Nếu Như Yêu. Tập 41. Bây giờ anh còn sức để tỏ ra mạnh mẽ. Nhất định là anh cũng còn sức chống chọi với căn bệnh này. Anh còn tưởng rằng chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau. Nhưng mà anh đã bị bệnh rồi. Còn giống hệt như là bệnh của Adam. Ngay cả ông trời cũng không đứng về phía anh nữa. Anh không nên nghĩ gì hết. Quan trọng nhất là anh phải dưỡng bệnh cho tốt, để sức khỏe của anh mau hồi phục đã. Anh không muốn bắt cóc em lần nữa. Ngay cả bí mật của Adam, anh cũng sẽ sống để bụng chết mang theo. Những chuyện của quá khứ cũng đã qua hết rồi. Anh đừng có nhắc lại nữa. Anh biết em đang rất khổ tâm. Anh đã yêu em, đã đợi em bao nhiêu năm. Tâm tình của em anh rất hiểu rõ. Anh thật sự không muốn em khổ sở như vậy. Đây thật sự không phải là ý muốn của anh. Nhưng mỗi lần anh thấy em luôn hướng về Adam, lúc nào cũng nghĩ cho cậu ấy, anh thật sự hết cách. Điều anh muốn là em có thể để mắt tới anh. Anh sợ em trách anh, sợ em mãi mãi không yêu anh. Chỉ cần em ở lại bên cạnh anh thêm một giây nữa, anh cũng cảm thấy rằng, anh cũng cảm thấy mình còn hy vọng. Anh cho rằng suốt cuộc đời này anh sẽ luôn ở bên cạnh em, luôn bảo vệ cho em, giúp em thực hiện tất cả ước mơ của mình. Cuối cùng sẽ có một ngày em sẽ yêu anh. Nhưng mà bây giờ anh đã mắc bệnh rồi. Có phải là anh đã bị ông trời trả báo rồi không? Anh đừng nói nữa. Anh đừng như vậy nữa có được không? Anh đừng nên tự mình làm khổ mình nữa. Anh phải phấn chấn lên chứ. Em hy vọng có thể được nhìn thấy một Hứa Thế Anh mạnh mẽ như trước. Đừng nói những lời chán nản như vậy nữa anh à. Không thể nào. Bây giờ người có thể cứu anh chỉ có Adam. Anh đã hại Adam thê thảm như vậy, cũng đã cướp em khỏi tay cậu ấy, ép em phải kết hôn với anh. Em cho là Adam sẽ chỉ cứu anh sao? Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ không. Chúng ta đã hết hy vọng rồi. Em đi đi, trở về với Adam đi. Hãy theo đuổi hạnh phúc của hai người. Anh đừng nên như vậy mà. Hứa với em là không được bỏ cuộc, được không anh? Anh nhất định sẽ khỏe lại mà. Ê, sao vậy? Lúc nãy giúp anh làm thủ tục nhập viện, quên mất giấy tờ của anh, để em đi lấy. Nguyễn Dung à, đừng lo lắng nữa à. Bác sĩ đã giúp chúng ta đăng ký ở trung tâm hiến tủy rồi. Không phải dễ dàng hãy đăng ký là có đâu. Phải kiên nhẫn chờ đợi. Tôi tin chúng ta sẽ có được thôi. Đừng lo lắng nữa.
Bác sĩ nói xác suất tìm được rất thấp. Chúng ta đợi được nhưng mà không biết thế anh nó có đợi nổi hay không. Không đâu, bà đừng nói những lời đó mà. Thế anh có thể chịu đựng được, tôi tin nó sẽ khỏe lại thôi. Hả? Chỉ có thể chờ đợi trong sự tuyệt vọng thôi. Chắc là trong lòng thế anh đau khổ lắm. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao một người làm mẹ như tôi lại không thể giúp gì được cho tụi nó? Quyển Dung. Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao tôi chỉ làm tổn thương đến chúng nó? Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao? Đừng khóc nữa. Tại sao? Tôi biết là chắc chắn cậu sẽ tới đây để cười nhạo tôi mà. Đơn giản là tôi chỉ đến thăm một người bệnh thôi. Cậu đừng giả từ bi nữa có được không? Tôi biết cậu tới đây để làm gì. An Ninh đã nói với cậu rồi chứ gì. Đúng vậy, lời tôi nói là thật lòng. Tôi bỏ cuộc, tôi để An Ninh đi tìm hạnh phúc của cô ấy. Bí mật của cậu cả đời này tôi cũng sẽ không nói ra, đến khi chết cũng vậy. Như vậy có được chưa? Cậu đi đi. Tôi không biết anh đã nói những gì với An Ninh. Tôi chỉ cảm thấy khi cái chết cận kề, tình yêu thì sao, sự nghiệp là gì, có được và mất đi hình như không còn quan trọng nữa. Đúng vậy, khi cái chết gần kề, tất cả đều không quan trọng nữa. Adabel à, tôi nói cho cậu biết, tôi hận cậu, tôi căm ghét cậu. Cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm đó. Tôi căm ghét ánh mắt đó của cậu. Giống như chuyện gì cậu cũng cao hơn tôi một bậc. Kể từ khi mẹ tôi được gả vào nhà họ Hứa, mọi người đều nói tôi là đứa con ghẻ. Họ cho rằng tôi không biết, cho rằng tôi nghe không hiểu. Thật ra tôi đã hiểu hết. Tôi đã không ngừng cố gắng mong được tất cả mọi người công nhận tôi. Thành tích của tôi đứng đầu toàn trường, không ai theo kịp hết. Người khác học 10 tiếng, tôi học đến 12 tiếng. Người khác học 12 giờ, tôi học đến 3 giờ sáng. Tôi chỉ muốn chứng minh mình là một đứa trẻ ngoan để được ba khen thôi. Nhưng mà không được bao lâu thì cậu lại ra đời. Sau đó mọi người ai cũng yêu thương cậu. Dù tôi có học giỏi tới đâu thì ba cũng chỉ nhìn tôi cười một cái mà thôi. Còn cậu mỗi khi khóc lóc ầm ĩ thì ba luôn cố gắng dỗ dành cậu. Mẹ thấy tôi đứng trước cửa phòng cậu buồn bã thì an ủi tôi, biểu tôi nhường nhịn. Vì cậu là em, tôi nhường cậu, tôi đã nhường cậu. Nhưng có ai biết được đâu. Có ai biết được những lúc họ mang tôi vào phòng phẫu thuật của bệnh viện, bắt tôi nằm trên giường bệnh, mỗi lần lấy tủy của tôi nhưng không hề cho tôi biết là để hiến cho ai, để cứu sống ai. Có ai nghĩ đến tôi không? Không một ai hỏi thăm tôi có đau hay không. Không một ai hỏi thăm tôi có chịu nổi không. Đúng vậy, tôi thấy nhà họ Hứa có thêm tôi là quá dư thừa. Sự tồn tại của tôi là gì để cho mọi người thêm vui vẻ, thêm hạnh phúc. Anh đừng nói như vậy về mẹ. Mu lòng bàn tay đều là thịt. Đúng vậy, mu bàn tay là dùng để đỡ dao, lòng bàn tay là để nắm lấy nó. Dù sao tôi cũng chỉ là con ghẻ, tôi biết mà. Tôi nói cho cậu biết, lúc cậu bị bắt cóc, tôi không buồn bã chút nào hết, ngược lại đã lấy làm vui. Tôi nghĩ cậu đã chết rồi, mãi mãi không trở về nữa.
Tôi cảm thấy lúc đó quả thực ông trời đã rất thiên vị tôi. Vì nhà họ Hứa sẽ chỉ có một đứa con trai là Hứa Thế Anh mà thôi. Tôi đã cho rằng từ đó cuộc sống hạnh phúc của tôi đã được bắt đầu. Tại sao bây giờ cậu lại xuất hiện lại trở về đây? Tại sao cứ luôn theo ám tôi? Sao lại còn cho mẹ tôi cơ hội cầu xin cậu đến cứu tôi? Tại sao cậu không chết đi cho khuất mắt? Cậu đi đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu nữa. Tôi không muốn lại nhìn thấy ánh mắt đáng ghét đó của cậu. Nói cho cậu biết, điều tôi muốn không có gì to tát, mà chỉ cần được ba mẹ và An Ninh yêu thương tôi thêm một chút thôi. Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của cậu mà tôi không có một chút gì hết. Một chút thôi cũng không có. Cậu đã thắng tôi, tôi thua rồi. Thứ gì cậu cũng lấy đi hết rồi. Ba mẹ và cả An Ninh cho cậu hết rồi. Tôi chết rồi chắc chắn cậu sẽ vui lắm. Không ai tranh giành nữa, không ai hại cậu. Tất cả đều là của cậu hết. Tôi chỉ xin cậu một chuyện thôi. Không cần biết cậu có muốn làm con của nhà họ Hứa hay không, thì cậu phải chăm sóc tốt cho ba mẹ. Vì tôi không còn nữa, chỉ còn lại mình cậu đó. Cậu chính là đứa con trai ruột duy nhất của họ. Nếu cậu không làm được điều đó, tôi ở âm ty cũng không tha thứ cho cậu đâu. Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Mãi mãi, mãi mãi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Cút đi. 在计较谁爱过一场，我剩下一张没后悔的模样。你还要我怎样？要怎样？你千万不要在我婚礼的现场，我听完你爱的歌。 就伤了车，爱过你很值得。我不要你怎样，没怎样。我陪你走的路你不能忘，因为那是我。Anh đến phòng của Hứa Thế Anh làm gì vậy? Em không chấp nhận. Anh đừng nghĩ đến chuyện cứu Hứa Thế Anh nữa. Anh chỉ tới thăm anh ta thôi. Không phải em chỉ mới quen biết anh một ngày, chẳng lẽ em không nhận ra trên mặt của anh hiện lên chữ thương hại anh ta sao? Cái tên Hứa Thế Anh đó hoàn toàn là do báo ứng. Anh à, em xin anh nghĩ cho mình một chút đi. Nhất định phải cố gắng cứu lấy bản thân. Đương nhiên là anh muốn cứu mình rồi. Anh nghĩ như vậy là đúng rồi. Không lâu nữa là phải tiến hành phẫu thuật. Mẹ rất lo lắng cho ca phẫu thuật của anh đó. Anh nên thường xuyên trấn an mẹ. Em nói lại với anh thêm một lần nữa, anh đừng có nghĩ tới chuyện đó. Cứ để cho tên đó tự sinh tự diệt đi. Mẹ, mẹ đừng đợi ở đây nữa. Mẹ về trước đi. Không được. Dì à, hay là để cháu đưa dì về trước nha. Đúng đó dì à, phẫu thuật đến mười mấy tiếng lận, sức khỏe của dì không chịu nổi đâu. Dì chịu không nổi cũng có thể đứng dậy đi qua đi lại. Dì không thể để Adam ở đây một mình như vậy được. Chúng ta chuẩn bị gây mê. Bác sĩ đã giúp chúng ta đăng ký ở trung tâm hiến tủy rồi. Không phải hãy đăng ký là có ngay đâu. Phải kiên nhẫn chờ đợi. Dạ, vẫn chưa xong đâu. Tôi không thể làm phẫu thuật. Ê,
Bác sĩ Weber khó khăn lắm mới tới Thượng Hải một lần, không biết khi nào ông ấy mới trở lại nữa. Bây giờ sức khỏe của anh không nguy hiểm bằng thế anh đâu. Không phải sao? Bệnh máu trắng rất khó tìm được người thích hợp để hiến tủy. Bây giờ chỉ có anh mới thích hợp hiến tủy cho anh ấy. Nếu anh không hiến cho anh ấy thì anh ấy phải làm sao đi? Vậy còn anh thì sao chứ? Trước khi ghép tủy, anh thấy anh phải quá trị trong 2 tuần lễ mới có thể tiến hành ghép tủy được. Sức khỏe của anh không thể đợi trong thời gian dài như vậy. Anh không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Lúc nhỏ anh bị bệnh, anh ấy đã cứu anh. Bây giờ anh ấy lại bị bệnh, chẳng lẽ anh không cứu anh ấy? Adam, Adam à, anh không sao chứ? Anh đã như vậy thì anh Đinh à, nếu anh không thể cứu được anh ấy thì hai chúng ta cả đời này không thể nào sống thanh thản được. Chúng ta sẽ hối hận suốt cuộc đời. Chứ bằng chúng ta hãy làm chuyện gì mà mình cảm thấy đúng đắn. Anh biết muốn em ủng hộ anh là một điều hết sức tàn nhẫn, nhưng anh rất cần sự ủng hộ của em. Em ủng hộ anh. An ninh của anh dũng cảm quá. Bởi vì anh nên em mới dũng cảm như vậy. Anh có biết là anh đang làm gì không? Anh đang định cứu mạng một người đang muốn làm hại anh đó. Nhưng mà anh ấy là anh ruột của anh mà. Anh ruột thì sao chứ? Anh đã hứa với em là sẽ luôn yêu thương bản thân mình mà. Nếu như là em sẽ thấy chết không cứu sao? Để cháu khuyên anh ấy.
Mẹ biết mà, mẹ biết mà. Thế anh, mẹ sẽ lập tức đi báo cho bác sĩ riêng của con biết. Adam nói thật như vậy sao? Rốt cuộc cậu ta muốn cái gì? Adam cứu anh không còn điều kiện gì cả, cho nên anh cần phải tin tưởng bản thân mình. Người khác yêu thương anh không phải bởi vì anh đã cho họ những gì, mà bởi vì anh là Hứa Thế Anh, nên anh đáng được người khác làm tất cả cho anh. Anh hãy tiếp tục sống, hãy đón nhận sự quan tâm và giúp đỡ của người khác, và anh cũng hãy cảm nhận tình yêu thương của hai bác dành cho anh. Cảm ơn cháu. Thế anh à, mười mấy năm nay mẹ thực sự rất muốn ôm lấy con, nói với con những lời yêu thương, nhưng không biết từ lúc nào con đã đóng chặt trái tim của mình lại. Hứa với mẹ sau này không được như vậy, có được không? Adam, tuy nó có thể hiến tủy để cứu con, nhưng con đường sau này còn phải dựa vào bước chân của con. Có lẽ mẹ đã lơ là đối với con, nhưng mà mẹ thực sự rất là thương con. Mẹ mong sau này con sẽ được khỏe mạnh, sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, ha? Mẹ yên tâm đi, anh trai có trời phù hộ mà, không sao đâu. Đúng đó gì à, Adam luôn rất mạnh mẽ, nhất định sẽ không sao đâu. Ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi. Ca ghép tủy của Hứa Thế Anh rất thành công, tất cả những mối nguy hiểm đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Còn anh tôi, người đã hiến tủy, tình hình thế nào rồi? Anh ta đã hiến tủy thành công, còn đang hôn mê. Hôn mê? Chúng tôi đã mau chóng xử lý và đưa tới phòng hồi sức. Tình hình tiếp theo thì còn phải tiếp tục theo dõi. Chuyện này là sao vậy? Thật ra trước khi Adam quyết định cứu Thế Anh thì não của anh ấy đã bị tổn thương, cần phải làm phẫu thuật lấy cục máu đông đó ra. Nhưng mà anh ấy Thế Anh bị bệnh máu trắng cấp tính, sợ rằng anh ấy sẽ không đợi được đến khi anh của tôi làm phẫu thuật xong, cho nên anh tôi đã quyết định quản thời gian phẫu thuật của mình lại để làm phẫu thuật ghép tủy, giúp Thế Anh thoát khỏi nguy hiểm. Tại sao lại như vậy? Tại sao Adam không nói cho tôi biết chứ?
Bởi vì Adam sợ hai bác lo lắng, sợ hai bác phải khó xử, nên kêu tất cả mọi người không được nói cho hai bác biết chuyện này. Tôi thật sự không biết chút về tình trạng sức khỏe của Adam. Tôi còn khuyên nó đi hiến tủy cho anh đó. Khác nào tôi kêu nó dùng tính mạng mình để cứu thế anh. Adam, Adam của mẹ. Không đâu, sẽ không sao đâu. Con nhất định sẽ không sao đâu. Không đâu. Không đâu. Đừng tôi. Anh tỉnh rồi. Bác sĩ nói là sau khi phẫu thuật ghép tủy, tất cả mối nguy hiểm đã được kiểm soát. Chỉ cần tĩnh dưỡng cho tốt thì sẽ hồi phục lại thôi. Tuy nhiên cũng cần phải mất một khoảng thời gian dài điều trị, nên phải tăng cường bồi bổ. Anh không sao rồi, em về nghỉ ngơi đi. Hả? Adam nằm ở phòng số mấy? Anh muốn đến thăm cậu ấy. Anh nợ cậu ấy một lời cảm ơn. Lần này nếu không có cậu ấy thì anh đã mất mạng rồi. Anh hối hận. Anh muốn trực tiếp gặp mặt cậu ấy. Chúc cho em và cậu ấy mãi mãi bên nhau. An Ninh. Em sao vậy? Có chuyện gì hả? Adam vẫn chưa tỉnh lại. Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa. Tại sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Nhưng mà em tin là anh ấy sẽ nhất định tỉnh lại. Anh đừng lo lắng quá. Chị đã chăm sóc Adam mấy ngày nay rồi. Chị nên về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây đã có tôi. Không sao đâu. Không phải chị cũng đang mệt sao? Còn phải chăm sóc thấy anh nữa. Nếu chị cảm thấy mệt thì cứ về nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi về đến, tôi sẽ bảo nó ở lại chăm sóc cho Adam được rồi. Adam và Thế Anh đều là con trai của tôi. Chăm sóc cho tụi nó là trách nhiệm của tôi. Hơn nữa, tôi đã lạc mất Adam lâu như vậy. Chẳng phải bác sĩ nói ca phẫu thuật của Adam rất thành công sao? Và lại kết quả kiểm tra tất cả đều bình thường. Vậy sao nó vẫn còn chưa tỉnh? Chắc là Adam đã mệt lắm rồi. Từ khi chúng tôi đến Thượng Hải, một mình nó phải làm rất nhiều chuyện. Khi tôi bị tai nạn, nó chăm sóc tôi, lo cho tôi vậy. Trong nhà có chuyện, nó phải chạy đôn chạy đáo. Tất cả mọi chuyện đều do một tay nó gánh vác. Bây giờ mọi người đều ổn, nó có thể thở phào nhẹ nhõm, mới nhận ra mình đã quá mệt mỏi rồi. Đều là lỗi của nhà họ Hứa chúng tôi. Là tại chúng tôi đã lơ là với Thế Anh và gián tiếp gây ra tổn thương cho Adam. Là tại chúng tôi đã hại nó. Adam từ nhỏ đã rất hiểu chuyện.
Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, nó cũng sẽ đặt mình vào vị trí của người khác để xem xét. Giống như trước giờ, nó luôn cho là ba mẹ ruột của nó đã bỏ rơi nó rồi. Nhưng mà nó chưa từng oán trách. Huống hồ bây giờ nó đã biết được hai người chưa từng bỏ rơi nó mà luôn đi tìm nó, thì nó làm sao có thể oán trách hai người được chứ? Nếu tôi biết trước, đi tìm nó sẽ làm hại nó, làm hại mọi người, thì chẳng thà không đi tìm nữa, mà để cả cuộc đời này luôn nhớ về nó, cũng tốt hơn là nhìn thấy nó chịu đau khổ. Chị tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Adam biết được thế anh bị bệnh, chắc là đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Nhưng rồi nó cũng đã quyết định dừng thời gian phẫu thuật của mình lại để hiến tủy cho Thế Anh. Điều này cho thấy anh chị và cả Thế Anh đã chiếm một vị trí quan trọng ở trong lòng của nó rồi. Phải. Mặc dù Thế Anh đã từng làm hại nó như vậy, dù thế nào đi nữa thì Thế Anh cũng là anh ruột của nó. Với lại, chị đã biết hai đứa nó cũng từng là bạn bè tốt của nhau mà. Chị đừng tự trách mình nữa. Adam rất là lương thiện. Đợi khi nào nó mở được nút thắt trong lòng, nó sẽ tỉnh lại thôi. Nó tuyệt đối sẽ không để chúng ta thất vọng đâu. Tôi Dĩ. Chuyện gì? Nếu còn muốn đánh tôi thì cứ đánh đi, tôi không đánh lại đâu. Có phải là anh nghĩ tôi không dám đánh anh đúng không? Nếu như có thể, tôi đừng nghĩ là tôi không dám đánh anh. Nếu như tôi có quyền được tự do đánh người, anh có bị đánh lăn xuống đất tôi cũng không bao giờ ngừng tay. Nhưng anh phải biết là cái mạng của anh bây giờ là của anh, tôi dùng mạng của mình đổi lấy cho anh đó. Tôi thật sự không biết. Anh của cậu đã mạo hiểm tính mạng để cứu tôi. Nếu tôi biết được thì tôi sẽ không đồng ý. Cứ cho là anh không đồng ý thì anh tôi vẫn cứu anh. Anh ấy vì nghĩ cho người khác cho nên sẵn sàng làm tất cả, chứ không phải giống như anh, chỉ luôn nghĩ cho bản thân của mình thôi. Cho nên anh phải tiếp tục sống cho thật tốt. Không những chỉ sống thôi mà còn phải thay đổi con người, làm lại từ đầu, sống một cuộc sống mới. Tôi xin lỗi. Anh ở đây nói với anh tôi đi.
cậu quỷ đi. Trời đất ơi, được tới Hollywood là một cơ hội hiếm có mà, đâu phải nói bỏ là đây bỏ là đâu. Cơ hội tốt, tôi cũng biết vậy, nhưng mà trước khi Adam tỉnh lại, tôi tuyệt đối sẽ không rời bỏ anh ấy đi đâu. Cứ vậy đi. Chị tới đây thăm Adam sao? Ừ. Cơ hội đến Hollywood là do Nhan Quân cố gắng dành cho em đó. Em có từng nghĩ đến chuyện Adam sẽ không bao giờ tỉnh lại không? Không có đâu. Anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Em tin anh ấy. Chuyện tương lai không ai đoán trước được. Tuổi thanh xuân rất ngắn ngủi, cơ hội cũng không đến hai lần. Với lại bây giờ không phải là vấn đề em muốn đi Hollywood hay không. Nếu em không thực hiện theo hợp đồng thì hãng phim có thể sẽ bắt em bồi thường hợp đồng đó. Cũng có khả năng em sẽ bị họ sa thải. Đến lúc đó em phải làm sao? Bồi thường cũng được, sa thải cũng được. Em thật sự không muốn rời xa Adam đâu. An Ninh à, người mà Adam cần nhất lúc này không phải là em, mà là một đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp. Điều bây giờ em có thể làm chỉ là ở bên anh ấy, động viên anh ấy vài câu, vậy thì sao? Chi bằng em hãy đi Mỹ phát triển sự nghiệp cho bản thân mình. Em cảm ơn chị. Em biết chị lúc nào cũng nghĩ tốt cho em. Cứ cho là em không làm được gì, cứ cho là Adam không nghe được lời em nói, thì em vẫn muốn ở lại.